Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người hai con mèo cắt cỏ giá rẻ nhá. Đó, thời gian vừa rồi thì rất nhiều các bác hỏi là bên cửa hàng còn máy cắt cỏ giá rẻ mà chất lượng không, thì bên em còn rất là nhiều nhá. Hôm nay lên clip giới thiệu cho mọi người hai con hàng giá mềm và chất lượng cho anh em luôn này. Đây có con Makita, con Zobi này, hàng siêu VIP cho anh em nhá, rất là đẹp. Hai con này thì một con đến từ thương hiệu của Makita, một con đến từ thương hiệu của Zobin, máy động cơ 2 thì. Máy được trang bị công suất là một con là 23cc, con này hai Zobin 26cc nhá. Đó. Hai con này thì bề ngoài nó màu khác nhau, một bên trong máy móc nó hoàn toàn là giống nhau hết. Chỉ khác là dung tích xi lanh thôi. Đó, một con là 32 ly, một con là 34 ly. Hàng này thì hàng siêu VIP rồi. Với cái thời buổi bây giờ. Đó. Một cái giá xăng nó cao như thế này, các bác muốn mua con máy cắt cỏ giá rẻ nhá. Nhưng đặc biệt thêm một yếu tố nữa là phải lợi xăng thì các bác chọn hai con này. Đều là chạy chiều Unbrew, cực kỳ loại xăng đời cao mọi người nhé. Đó, các bác lưu ý là khi các bác mua máy cắt cỏ giá rẻ thì thường nó chạy chế quả ga thì giá nhiên liệu nó rất là hao xăng. Và những con đó thì đời sâu, rất là hao xăng. Đó, giá rẻ nó phải đáp ứng hai tiêu chí là loại xăng là thứ nhất, thứ hai là máy phải gọn nhẹ, thứ ba là máy phải bền. Đó, đây hai con máy này thì em tuyển ra giá rẻ cho mọi người mà rất là phù hợp nhá. Thì đầu tiên ngày hôm nay thì có con máy đến từ thương hiệu của Makita đây. Đấy. Con này mã của nó là M227. Động cơ của nó 23cc, nòng 32 ly. Dòng này thì chạy siêu bền luôn. Đó, khi các bác mua sản phẩm bên em sẽ gồm sản phẩm theo kèm sẽ gồm có cái dây đeo nhá, một cái lưỡi dao, một lưỡi cước đây, đồ vặn cho các bác đủ cả nhá mọi người nhá. Đấy, lưỡi cước ấy như thế này, đây dây đeo đây. Lưỡi cước đây. Đấy, đồ vặn thì có đủ gửi cho các bác nhé. Và một cái lưỡi dao theo kèm. Rồi, thì con Makita này trọng lượng nó rất là nhẹ thôi, nó rơi tầm 4kg nhé, siêu nhẹ luôn. Đó, chị em phụ nữ hay người già đều xài được hết. Đặc biệt công suất của nó là khá là lớn. Đầu bò đầu bếp thì zin hết, chắn cỏ zin hết nhá. Con này thì em báo giá cho anh em là 1.400.000. Giá đã bao ship đến tận nhà cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé mọi người nhé. Đó, máy thì như trong quảng cáo và bao đẹp cho mọi người. Đây thì em sẽ giật thử cái dây giật của nó này, các bác nhìn dây giật nó này, nó mới tinh như này nhá. Giá rẻ thì nó phải dây giật nó phải mới miếc như này thì nó mới đáng nên mua. Còn mua máy rẻ mà cũ quá thì thôi các bác bỏ qua đi. Về tiền mất tật mang anh em nhá. Rồi test nổ con số 1 cho anh em nhá. Đấy, nổ rất là êm, rất là nhẹ. Êm du luôn. Rất là êm. Giá chỉ là 1.4 triệu thôi. Rất là nhẹ nổ. Máy VIP luôn. Giá 1.4 triệu, bao phí ship đến tận nhà cho các bác. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo ngày hôm nay con số 2. Số 2 hôm nay có con Zobin siêu đẹp các bác này. Các bác nhìn cái bình xăng của nó nhá. Rất là mới. Con này là Zobin 26cc 34 ly. 34 ly thì các bác đi gặt lúa thoải mái nhá. Đấy. Quật cước ok luôn. Rất là mạnh. Đặc biệt máy nó đẹp. Các bác nhìn máy đẹp này. Đó. Con này thì giá là 1.5 triệu thôi. Số 2. Rất là rẻ. Quá rẻ cho anh em. Máy chỉ nhẹ. Dây riếc của nó này. 1.5 triệu. Và bây giờ mua con máy Trung Quốc thì về chạy không bao giờ tuổi gì ăn mới cái dòng như này. Đó. Đó, con này thì rất là đẹp, giá mềm. Giá chỉ là 1.5 triệu bao ship cho anh em nhé. 1.5 triệu thôi. Cực kỳ là rẻ luôn. Đó, test nổ này. Test nổ con Zobin cho anh em. Bây giờ thật trắng phao luôn nhé. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, chạy rất là êm. Máy như mới luôn. Quá rẻ. Rồi, con này giá 1.5 triệu bao ship nhá. Tiếp theo hôm nay có con máy thổi lá 4 thì nhá. Hôm nay về được con thổi lá Zobin 4 thì. Con này là động cơ 26cc 34 ly. Con này thì máy em chưa dọn nhá. Máy bao hơi bao lửa cho anh em. Bác nào làm con này thì về tự dọn đi. Tự dọn. Đấy, biết về động cơ 4 thì hay là quen anh chị nào sửa chữa xe máy nhá thì về dọn. Thì cũng rất là dễ dàng thôi. Đó. Về chỉnh lại cái đầu bò sút bắp này và vệ sinh cái bình xăng con này là được nhá.
Máy bốn thì này thì bao hơi bao lửa cho anh em. Con này thì bán cho anh em giá 1,5 triệu. 1,5 triệu bao phí ship này. Con này thì bên em bao hơi bao lửa nhưng hàng chưa dọn. Thì là máy cưa máy kiếc rất là nhiều nên là không làm kịp. Đấy, mới hôm nay các bác hỏi máy bốn thì nhiều quá nhưng mà không dọn lên bán cho các bác được. Cho nên thanh lý anh em con này này, nhặt trong kho được con máy bốn thì này. Hàng này thì hàng chưa dọn, bao hơi bao lửa cho anh em, giá 1,5 triệu bao ship. Đó, rồi ok. Bao quát tờ sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 2370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào cả mọi người.